Hai, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn cái súng lói đinh, súng tháo đinh ba lết. Thì cái này mục đích là để tháo các đinh ba lết ta. Thì ở thị trường người ta kêu là súng tháo đinh, súng lói đinh và súng gỡ đinh, máy gỡ đinh gì đó. Thì đó tên gọi thôi các bạn. Nhưng cái công dụng của nó là để tháo các cái đinh còn dính lại trên cái miếng ba lết. Thì thường á, người ta mở một cái ba lết trong trong cái nguyên cái ba lết ra thì nó có những cái đinh nó dính trên cái nang ba lết. Thì để thay vì người ta làm bằng tay, người ta đóng rồi người ta lấy xà beng người ta nại thì nó rất là lâu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái súng này, công dụng của nó để mở các đinh đó, mở các đinh còn dính lại trong ba lết một cách nhanh chóng. Mình giới thiệu sơ cái súng này ha. Cái súng này là cây súng đinh, từ cái súng đinh cuộn mình chế lại. Cái súng này của Nhật ha các bạn, hiệu Mark 550. Thì cái súng này mình chế lại từ cái mũi đinh đây, mũi đinh các bạn thấy. Thì cái mũi này mình trui cao tầng ha các bạn, thì bắn rất là ok, nó không bị quát, không bị mòn. Mòn thì chắc chắn cũng có mòn nhưng mà một cái phần ít nữa thôi, nó không, nhưng mà nó rất là ok nha các bạn. Đó, các bạn xem. Thì cái lực bắn cái này thì cái phi của nó, cái thân đinh nó không quá 6 ly là ta có thể bắn được cái thân đinh của cái súng nha các bạn. Cái lỗ này nè, cái thân đinh không quá 6 ly. Và cái chiều dài của thường mấy cái súng này mình test thử thì mình bắn nó khoảng một tấc là mình bắn vô tư, bắn ok hết. Thì hiện tại mình không có đinh đinh dài, mình chỉ có đinh 4,5 phân, thì hồi mình sẽ test thử cho bạn xem. Đó. Đấy, rồi ok, để bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nó tháo đinh như thế nào ha. Ok, để xuống đây ha. Thì đây mình có cái miếng miếng dán. Miếng dán giống ba lết vậy đó. Nó khoảng 1,5 phân, 2 phân. Thì giờ mình sẽ nó chạy hoài, để mình tắt đi, tắt đi cho nó bớt ồn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy búa mình đóng gập đi 5 cây ha các bạn.
để mình coi cái công dụng của súng. Giờ mình sẽ đóng gập đi. Đây, mình có 5 cái đinh gập ha các bạn. Và 10 cái đinh thẳng. Thì giờ mình test thử cho các bạn xem ha. Thì cái hơi của cái súng này thì tầm 4,5 đến 8 kg là bắn ok ha các bạn. Cái súng lối đinh 4,5 đến 8 kg. Thì đây giờ mình test thử cho bạn xem ha. Đây mình để cái góc gì các bạn thấy rõ không? Đây giờ mình để vô mình bắn thôi ha các bạn. Đây mình có đây giờ súng lối đinh thì cái mục mình chỉ đang để vô. Thấy không? Rồi. Chỗ ra luôn nha các bạn. Khuyến cáo các bạn làm cái này các bạn đeo kiếng ha. Nguy hiểm quá. Để mình lót cái miếng này lên cho nó đừng có văng gì nhiều. Các bạn. Súng bắn rất mạnh. Súng bắn rất mạnh các bạn. Đây các bạn. Tôi có 10 cây nhưng tôi bắn nó chỉ dính lại một cây thôi và tôi rút ra nó sẽ ra luôn. Đó. Thì cái lực bắn nó rất là mạnh các bạn. Rồi còn 5 cây. 5 cây này thì mình nó cong như gì thì mình việc đơn giản mình chỉ lấy cái mũi đinh mình đè vô. Lấy mũi đinh mình nại mình đè vô và mình nại cho lên rồi mình bắn thôi. Đó các bạn. Ra luôn nha các bạn. Thì đây mình cũng vậy, mình chỉ đè về nại nó lên. Đây nại lên. Làm rất là nhanh ha các bạn. Rồi các bạn. Nó ra hết các bạn. Chỉ dính lại 2 cây thôi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Và để mua hàng thì các bạn có thể gọi điện thoại cho mình số điện thoại 0908875468. Để xem những cái video tiếp theo thì các bạn có thể đăng ký trên kênh Facebook của mình hoặc là follow trên đăng ký trên cái kênh YouTube và follow trên Facebook của mình ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.